thôi việc, về quê nằm nghỉ. Rồi tôi cưới em gái của anh trai. Nhưng hình như cô ấy không thích tôi. Không sao, coi như cưới anh em tốt. Nên sau khi kết hôn, tôi hay sang nhà anh trai. Cuối cùng, một ngày nọ, cô ấy không chịu để tôi đi. Ông xã, anh thật sự định để em mãi mãi ở bên lề cuộc đời này sao? Itogo, đêm qua anh đi ăn trộm mà, còn thấm mắt nặng thế. Tôi không dám nói thật. Tôi bị mất ngủ, vẫn chưa quen sao? Thế thì hôm nay anh đừng đi làm. Nghỉ ngơi đi. Lưu Như Yên cười khổ. Tôi thậm chí còn nhận ra một chút giận dữ trong nụ cười của cô ấy. Itogo, anh xong rồi. Mất ngủ khiến tôi ảo giác. Cảm ơn sếp. Tôi vỗ tay phấn khích. Đúng là điều tôi muốn. Đi tìm Lưu Thanh để hóng hớt. Anh gọi em là gì? Mẹ mông, Lưu Như Yên. Cảm ơn Yên Yên. Lưu Như Yên đột nhiên đưa tay vỗ đầu tôi. Anh thật sự rất thú vị. Lưu Như Yên đi công ty. Tôi kéo gương mặt mệt mỏi của mình đi tìm Lưu Thanh. Chưa đến biệt thự nhà Lưu Thanh, tôi đã hét lớn về phía phòng của anh ấy. Lưu Thanh, bạn thân của anh đây. Em gái khó tính của anh cho tôi nghỉ phép. Mau xuống. Lưu Thanh lập tức xuất hiện trên ban công. Nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt. Chưa kịp suy nghĩ tại sao anh ấy phản ứng như vậy. Giây tiếp theo, tôi cũng ngạc nhiên. Một bóng dáng thanh lịch xuất hiện ở lối vào biệt thự. Mỉm cười với tôi. Lại tìm Lưu Thanh nữa à? Cô ấy vẫy tay chào tôi sẽ ở đây. Nếu tôi không nhầm, đây là mẹ của Lưu Thanh. Giây tiếp theo, Lưu Thanh cũng đi đến. Anh ấy đặt một tay lên vai người phụ nữ. Tay kia vẫy chào tôi. Nháy mắt với đôi mắt trong veo. Nói với tôi, em rể. Anh nhớ em quá. Cuối cùng em cũng đến thăm. Tôi không nói nên lời. Trước khi mẹ anh ấy kịp phản ứng, tôi lao tới. Bịt miệng anh ấy, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ấy đừng nói linh tinh. Mẹ của Lưu Thanh sững sờ một lúc. Sau đó cô ấy tỉnh táo lại. Rồi cô ấy tiến lại gần và nắm lấy tay tôi. Anh là bạn trai của Như Yên. Giọng nói run run đầy phấn khích. Làm tôi giật mình. Lưu Như Yên, Lưu Như Yên. Gia đình cô ấy thật sự rất lo lắng về chuyện đời tư của cô ấy à? Anh ấy là chồng của Lưu Như Yên. Lưu Thanh đẩy tôi về phía trước. Nói lớn tiếng. Tôi chỉ có thể gượng gạo chào gì ạ? Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, thật sao? Mẹ của Lưu Thanh trông không thể tin nổi. Tôi thậm chí còn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cô ấy. Tôi hơi thương cảm. Nếu cô ấy biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, cô ấy sẽ thất vọng biết bao. Tôi gật đầu nhẹ. Lưu Thanh ra hiệu từ đằng sau tôi, bảo tôi gọi mẹ. Tôi há miệng. Nhưng tôi không thể nói gì. Tôi chưa bao giờ có mẹ. Chưa bao giờ gọi mẹ. Từ ngữ này, bình thường đối với hầu hết mọi người, là một từ ngữ xa lạ đối với tôi. Tôi nhìn cô ấy một cách xin lỗi. Xin lỗi gì ạ? Tôi chưa quen. Mẹ của Lưu Thanh rất thông cảm. Cô ấy cứ nói với tôi, không sao đâu, con trai. Itogo là bạn tốt của con. Cậu ấy kết hôn với Lưu Như Yên. Chúng ta là người một nhà. Lưu Thanh khoác tay tôi nói với mẹ anh ấy. Lúc này, tôi cảm thấy như chính mình mới là người kết hôn với Lưu Thanh. Cảm giác như, dù sao Lưu Như Yên cũng không thích tôi. Coi như cưới Lưu Thanh vậy. Tối hôm đó, mẹ của Lưu Thanh chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để chiêu đãi tôi. Giờ ăn tối đến, bố Lưu Thanh cũng về. Trong hoàn cảnh không hề chuẩn bị, gặp bố mẹ Lưu Thanh, tôi hơi lo lắng. Lưu Thanh rất phấn khích. Cậu ấy cứ nói không ngừng. Nói về Lưu Như Yên và tôi, cũng nói về câu chuyện của cậu ấy với tôi. Bố Lưu Thanh đột nhiên lắc đầu, nói một cách bất lực. À, nói đến Như Yên thì hôm nay cô ấy họp ở công ty. Cô ấy cứ ngẩn ngơ, luôn nhìn vào điện thoại. Tôi bảo cô ấy về ăn tối sau khi tan sở. Cô ấy không chịu về. Tôi nghĩ cô ấy làm thêm giờ. Sau khi tan sở, cô ấy biến mất. Tôi suy nghĩ, nghĩ về những gì Lưu Thanh kể với tôi chiều nay về. Mối tình tay ba đầy rắc rối của Lưu Như Yên và Đường Tam. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đi tìm Đường Tam. Thế thì tốt. Tôi sẽ không về tối nay, cho cô ấy một chút không gian riêng. Tối hôm đó, tôi chơi game với Lưu Thanh ở nhà anh ấy. Tôi thầm vui sướng vì suy nghĩ chu đáo của mình. Lưu Như Yên gọi điện. Anh đi đâu rồi? 10 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về. Giọng nói lo lắng của Lưu Như Yên vang lên từ điện thoại. Tôi vội vàng hạ thấp âm lượng. Lưu Thanh vừa chỉnh tay cầm chơi game cho tôi vừa nói. Thật sự anh không về sao? Tôi nghĩ em gái tôi nhớ anh rồi. Tôi thì thầm trả lời cô ấy. Anh ở nhà em nè. Tôi cảm thấy không ổn. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt cáu kỉnh của Lưu Như Yên. Anh kết hôn với em hay kết hôn với Lưu Thanh? Chưa kịp để tôi phản hồi, Lưu Thanh tiến lại gần và giật lấy điện thoại của tôi. Nói với Lưu Như Yên, thôi mà. Em gái, em ghen rồi à? Anh quen Tang lâu hơn em đấy. Tính từ lần gặp mặt đầu tiên, anh quen anh ấy trước em. Câu nói vô lý của Lưu Như Yên làm cả tôi và Lưu Thanh đều ngẩn ngơ. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Lưu Thanh không nỡ bỏ tôi, người bạn đồng hành chơi. Cậu ấy khăng khăng đòi Lưu Như Yên đồng ý, cho phép tôi ở lại đây. Sáng mai anh sẽ đến đón em đi làm. Những kẻ bóc lột lao động đáng ghét. Tối hôm đó, tôi lại mất ngủ. Tôi suy nghĩ cả đêm, nhưng tôi không thể nhớ nổi khi nào mình từng gặp Lưu Như Yên.